Rồi, xin các bạn ha, thì lại là mình đây. Thì hôm nay tiếp tục cái chuỗi series về những chủ điểm ngữ pháp trong bài thi TOEIC. Thì mình sẽ chuyển sang một cái bài mới. Và cái vấn đề này thì nói chung là nhiều bạn cũng hay thắc mắc lắm. Đó là về những cái tính từ, nhưng mà nó là tính từ đuôi ing và tính từ đuôi ed trong bài thi TOEIC, và cụ thể là reading đó các bạn. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu xem chúng nó là gì và chúng nó có gì cần phải học. Được. Rồi, điều đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu về những cái tính từ thêm đuôi ed. Các bạn lưu ý là những cái động từ á mà người ta thêm đuôi ed vào thì nhiều khi nó cũng có thể đóng vai trò là một tính từ lận nha. Và những cái tính từ mang đuôi ed này nó sẽ mang nghĩa bị động, và nó dùng khi mà chủ ngữ bị tác động lên. Ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn một câu cho các bạn dễ hiểu. Thì ở đây là một câu bài tập luôn. Miss Stuart is extremely gì đó worth the event. Thì câu này cho mình hỏi, các bạn hiểu nghĩa hết không? Rồi, để làm được câu này cho mình biết, các bạn chọn pleasing, tức là tính từ đuôi ing hay là tính từ đuôi ed ở đây. Thì bước đầu tiên mình khuyên các bạn là phải dịch nghĩa được nha. Thì ở đây các bạn dịch từ please đi. Please là hài lòng. Hài lòng đúng không? Rồi ok, đó là mình dịch nghĩa từ please trước. Verb ing, verb ed tính sau. Bước thứ hai, các bạn phải xác định coi cái chủ ngữ. Cái chủ ngữ của cái câu này là gì? Thì cái chủ ngữ của câu này là Miss Stuart, đúng không? Rồi, chuyển sang bước số 3. Bước số 3 là các bạn xác định xem cái chủ ngữ này có bị một chủ thể khác tác động vào hay không. Thì các bạn dịch câu này thử. Người ta nói là cái bà Stuart này cực kỳ hài lòng với cái sự kiện này. Tức là các bạn hiểu là bà này bà hài lòng bởi vì bà bị cái sự kiện, bởi những cái nội dung hấp dẫn của cái sự kiện đó tác động vào, và điều này làm bà cảm thấy rất là hài lòng. Bởi vậy, cái chủ ngữ là bà Stuart này đang bị tác động bởi cái sự kiện đó và bà cảm thấy hài lòng. Chính vì vậy ở đây các bạn dùng tính từ đuôi ed cho mình nha. Các bạn hiểu chưa? Cái tính từ đuôi ed các bạn dùng khi mà chủ ngữ đang bị tác động bởi một cái yếu tố khác và tự cảm thấy sự hài lòng. Đáp án ở đây là please đuôi ed. Rồi. Vậy mình đã hướng dẫn các bạn sơ về tính từ đuôi ed rồi. Nhớ nha, mình dùng tính từ đuôi ed để miêu tả cho chủ ngữ khi chủ ngữ bị một cái đối tượng khác tác động vào. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái tính từ thứ hai, cái tính từ đuôi ing. Thì các bạn cứ suy nghĩ đơn giản thôi. Nếu mà tính từ đuôi ed là mình dùng khi mà chủ ngữ bị một cái thế lực nào đó tác động vào, thì tính từ đuôi ing nó ngược lại. Tính từ đuôi ing mình dùng khi mà chủ ngữ nó tác động lên một cái chủ thể khác bên ngoài. Ở đây mình sẽ cho các bạn một câu bài tập áp dụng luôn. Người ta nói là the test results were gì đó to him. Thì mình vẫn sẽ tiến hành các bước đầu tiên là mình sẽ dịch nghĩa. Ở đây các bạn dùng surprise đuôi ed hay là đuôi ing các bạn. Thì mình phải dịch nghĩa trước cái đã. Surprise là gì anh em biết không? Anh em nào mà ứ biết là mình buồn lắm các bạn. Từ này quen thuộc lắm. Surprise là bất ngờ hay là ngạc nhiên đó. Rồi, biết nghĩa rồi. Thì bây giờ mình chuyển sang bước số 2 là xác định chủ ngữ. Thì chủ ngữ ở đây là test results, tức là những cái kết quả của bài kiểm tra, đúng không? Rồi, chuyển sang bước cuối cùng. Bước cuối cùng, bước thứ 3, các bạn xác định xem chủ ngữ này có tác động lên cái chủ thể nào khác bên ngoài hay không. Rồi, thì câu này muốn biết các bạn phải dịch ra các bạn ạ. Rồi, nhưng mà bạn nào ứ biết dịch cũng đừng lo, mình dịch cho. Câu này người ta nói là cái kết quả của bài kiểm tra thì nó rất là bất ngờ đối với anh ta. Thì các bạn thấy đó, rõ ràng cái kết quả bài kiểm tra này nó đã tác động lên một chủ thể bên ngoài. Nó tác động lên một thằng nào đó, đúng không? Và nghĩa là ở đây chúng ta sẽ không dùng tính từ đuôi ed được. Tính từ đuôi ed mình dùng khi mà chủ ngữ bị tác động cơ. Nhưng khi nó tác động ra một cái chủ thể bên ngoài thì mình phải dùng tính từ đuôi ing. Anh em fan cực lực cho mình vào surprising là chuẩn các bạn ạ. Đấy. Bởi vậy các bạn nhớ đơn giản cho mình thôi. Tính từ đuôi ed dùng khi mà chủ ngữ bị tác động vào. Còn tính từ đuôi ing dùng khi mà chủ ngữ tác động lên những thứ bên ngoài. Thì ở đây có nhiều bạn hay nói với mình á là tính từ đuôi ed là dùng để tả người, còn tính từ đuôi ing là dùng để tả vật. Như vậy nó không hoàn toàn chính xác đâu nha. Nó các bạn phải hiểu là tính từ đuôi ing dùng khi mà nó tác động lên thứ khác, còn tính từ đuôi ed là khi mà nó bị thứ khác tác động.
nó như vậy nó mới trọn vẹn được nghĩa các bạn. Thì ở đây mình sẽ giúp các bạn phân biệt khi nào dùng in, khi nào dùng ed luôn. Thì ở đây các bạn có, mình có một cái câu rất là chuẩn men ở đây. Cái câu này là if the film is boring then you are bored. Câu này nghĩa là nếu mà bộ phim nó chán thì bạn sẽ cảm thấy buồn chán kiểu như thế. Rồi ok, thì các bạn thấy ở đây cái tính từ đưa in này, boring là tính từ đưa in đúng không? Tại sao mình dùng tính từ đưa in ở đây? Bởi vì các bạn thấy chủ ngữ đằng trước của nó là the film, tức là cái bộ phim này nè. Cái bộ phim này nó gây ra cảm giác nhàm chán cho những người coi, cụ thể là chúng ta đó. Bởi vậy nó tác động lên những chủ thể bên ngoài, nên mình sẽ dùng tính từ doing. Tuy nhiên ở vế sau thì người ta lại dùng tính từ doing ed, bored. Các bạn thấy không? Bởi vì sao? Bởi vì chủ ngữ của nó là you, tức là bạn á, bạn tức là người coi á. Thì các bạn thấy rõ ràng người coi cảm thấy nhàm chán bởi vì bị tác động bởi một bộ phim quá là nhảm nhí, nên các bạn phải dùng tính từ đuôi ed, bởi vì mình bị bộ phim tác động mà, các bạn hiểu ý mình chưa? Bởi vậy đó là sự khác biệt trong một câu này, các bạn có thể hiểu được sự khác biệt đó, hoặc là nếu không hiểu được thì coi lại các bạn nhé. Rồi tới đây thì mình cũng sẽ thêm một thứ nữa cho các bạn đây, vấn đề thứ tư, đó là những cái động từ mà người ta thường dùng đuôi in và đuôi ed để miêu tả cảm xúc, dùng ở dạng tính từ đó. Thì ở đây mình có một số từ như là please. Đó thì các bạn thấy please người ta dùng hay dùng là verb in, verb ed để dùng với nghĩa tính từ lắm. Satisfy cũng vậy, shock hay là annoy, disappoint kiểu vậy. Cái từ disappoint này thì kiểu các bạn hay dùng với từ là disappointed đúng không? Tôi cảm thấy thất vọng vì một thứ gì đó tác động. Đó, bởi vậy dùng đuôi ed. Và những cái từ này thì các bạn nên học. Và tới đây thì phần lý thuyết đã kết thúc rồi. Thì nếu bạn nào muốn làm bài tập áp dụng về riêng cái chủ điểm tính từ in và ed này thì các bạn hãy coi phần comment bên dưới. Mình có gắn một cái link ở trong đó có phần download những cái bài tập và kể cả bài giải chi tiết cho dạng chủ điểm ngữ pháp này. Đó, nếu bạn nào cần thì download về làm thử xem mình đúng hay sai nha. Rồi, và nếu bạn nào thấy video này hay, đừng quên like, share và subscribe cái channel của mình. Mình là Anh Lê và đừng quên hãy lên fanpage Anh Lê TX để học thêm nhiều điều về TX và ngữ pháp tiếng Anh các bạn nhé. Bye bye, hẹn gặp lại vào lần sau.